anh em nào thích con thái đen này để cho anh em nhé. Thái đen này là đã gáy gù liên tục, để cho anh em giá 1,2 triệu con thái đen này. Đấy, suốt ngày. Đấy, con thái đen này là đeo một cái vòng đỏ và một vòng trắng nha anh em nhé. Clip thái đen nhé, đang ngày 11 tháng 11 năm 2021. Thái này sẽ lên khách cho anh em ạ. Chim gù rất nhiều luôn, tầm này tách chim thì thôi rồi. Anh em yên tâm là mình làm cái clip như kiểu như này ạ, thì cứ con nào ra giọng là mình sẽ báo đúng giọng cho anh em. Chim rất nhiều luôn, phục vụ anh em toàn quốc luôn. Đấy, cứ con nào ra giọng là mình tách đúng con đấy, quay đúng video. Đây như con thái đen này 1,2 triệu. Chốt anh em nào alo 0335305982. Đấy, cái con clip 11 lại gáy bình thường nha, lại gáy. Đấy, treo ra kia lại gáy. Con clip 11 này là giọng thổ, rất là ồm. Giá 1,5 triệu là đăng clip trước rồi. Đấy, chim 3 tháng tuổi và vỡ giọng rồi, rõ giọng thổ rồi, bộ to đẹp. Con này 1,5 triệu anh em nhé, gọi là clip mã số 11 giọng thổ. Chim đứng tựa lồng, đĩa tựa vào tường này rất là thuần luôn. Em thái đen thì ok rồi, ngày nào nó cũng gáy, nó cũng gù. Thái đen thì đây, anh em có thể nhìn qua cái vòng màu đỏ. Chim thái đen thì chơi thì nó khá là tốc độ. Khá là tốc độ luôn. Thái đen quay rõ tương tá hình hài thái đen đấy nhá anh em nhá. Dòng kim thái thì bao giờ cái bả cánh nó có tính xe trắng trắng, cái lốt của nó màu đen, nhưng mà dòng này giọng thổ, chơi tốc độ. Thái đen này giá 1,2 triệu anh em nhá, bay lượn như không. Bạn nào thích thái trắng, thái mơ, thao quang, Zalo kết nối Zalo thì mình sẽ tuyển cho các bạn đúng màu. Đấy, con này có một cái dây thắt màu đỏ, một dây thắt màu trắng. Chim khá là thuần, nuôi AV, ù nhau trong AV luôn.